Người Việt Nam vốn có truyền thống ngày Tết thì sum họp bên gia đình, nhưng với các cầu thủ ngoại hiện đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An thì họ sẽ đón Tết cổ truyền cùng với người Việt Nam như thế nào? Ban huấn luyện câu lạc bộ đã thu xếp chỗ ăn ở để các cầu thủ ngoại cũng được hưởng một cái Tết đầy đủ, hạnh phúc và vui vẻ. Kết thúc 3 vòng đấu đầu tiên vào ngày 25 tháng 1, tức 25 tháng Chạp, V-League tạm nghỉ dành thời gian cho Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Phải đến ngày 9 tháng 2, các trận đấu của giải đấu hàng đầu Việt Nam mới được tiếp tục. Nhưng đối với Sông Lam Nghệ An, số ngày nghỉ sẽ ít hơn do ở vòng 4, đội bóng xứ Nghệ phải di chuyển tới sân Pleiku gặp đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Như vậy, tính chi ly, các cầu thủ sẽ chỉ được nghỉ Tết khoảng 1 tuần. Và với những ngoại binh đến từ châu Phi hay Nam Mỹ như Bianga Paul Emile, Enzodo Eduard và Guillaume Moreira thì khoảng thời gian như vậy là không đủ để họ thu xếp về nghỉ trong nước. Vì thế, ba ngoại binh của Sông Lam Nghệ An sẽ được ban huấn luyện câu lạc bộ thu xếp chỗ ăn ở để các cầu thủ được hưởng một cái Tết đầy đủ, hạnh phúc và vui vẻ. Đón một cái Tết đầu tiên ở Việt Nam thì họ cũng cảm nhận được cái không khí Tết, tổ chức cho họ đi chơi và có thể là mời về những cái gia đình, giống một huấn luyện viên, phiên dịch và những cầu thủ nào người ta chơi với nhau, người ta có thể mời để cho người ta cảm nhận được cái không khí Tết. Thứ nhất là tôi nghĩ là cái đó là ngoài cái chuyện tình cảm anh em, thứ hai nữa là tạo cho tâm lý của cầu thủ là mình bạn có thể thi đấu ở đâu thế, nhưng mà khi đã đến với Sông Lam là như một trong một gia đình. Cả ba cầu thủ ngoại của Sông Lam Nghệ An thời điểm này đều mới chỉ lần đầu tiên thi đấu tại V-League, và đây cũng là lần đầu tiên họ được ăn Tết cùng các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Mặc dù còn khá lạ lẫm, nhưng Enzodo Eduard rất háo hức cũng như pha chút tò mò với dịp lễ cổ truyền đón năm mới của người Việt Nam. Chắc chắn đó sẽ là cảm giác đón năm mới hoàn toàn khác xa với đất nước Cameroon, quê hương của cầu thủ này. Tôi rất vui khi được thi đấu cùng các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tại V-League. Tôi thấy mọi người ở đây rất thân thiện và tôi cũng cảm nhận được sự háo hức của người dân ở đây trong dịp đón Tết. Tôi rất vui, nhưng vì thời gian nghỉ Tết quá ngắn nên tôi phải chuẩn bị tốt nhất cho chặng đường dài của V-League sắp tới. Cũng như Enzodo Eduard, đây là lần đầu tiên Guillaume Moreira được hưởng hương vị một cái Tết của một quốc gia Á Đông. Trước trận đấu với Thanh Hóa ở vòng 3, tức là trước thời điểm Tết ít ngày, tiền vệ đến từ Brazil này đã có những chia sẻ khá thú vị với chúng tôi về cảm nhận ban đầu của anh về nền bóng đá ở Việt Nam, về niềm vui được đón hai lễ đón mừng năm mới trong một khoảng thời gian ngắn của mình. Trong ít ngày thôi, tôi đã được đón hai ngày lễ đón năm mới. Đó là năm mới dương lịch tại Brazil và bây giờ là Tết âm lịch ở Việt Nam. Đây là một cảm giác rất thú vị. Còn về cảm nhận tại V-League, tôi thấy các cầu thủ Việt Nam rất khéo léo và nhanh nhẹn. Tuy nhiên, mặt sân cỏ của các sân bóng ở đây không thực sự tốt. Đây mới là lần đầu tiên các ngoại binh Sông Lam Nghệ An ăn Tết cổ truyền Việt Nam, nên cảm giác tò mò, hồi hộp, thích khám phá chắc chắn không thể tránh khỏi. Những cầu thủ này đều đã để lại ấn tượng nhất định sau khi ra mắt đội bóng mới. Vì thế, ban lãnh đạo của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An rất muốn họ trải qua một cái Tết thật vui vẻ, ấm cúng, nhưng cũng phải an toàn, đảm bảo sức khỏe và tạo đà tâm lý hưng phấn cho chặng đường dài sắp tới của V-League 2014.